Chào các bạn, trong clip này tôi làm tiếp về cái giải phong. Clip hôm trước thì bắt vong rồi, thì tôi để ở văn phòng một hôm. Bây giờ tôi mang đi cúng các bạn. Cúng đã xong không, tôi mới giải vong. Giải phong người chim. Đây, tôi vẫn để hình đây các bạn nhé, tôi vẫn để đây để mang ít bánh lên thắp hương. Trước khi thắp hương thì tôi đo lại sau một hôm vẫn rất âm này các bạn, vẫn âm rất là mạnh nhé. Tôi thắp hương tôi mời đã rồi. Thắp hương các bạn nhé. Tôi để một lúc đi đóng hàng xong bây giờ mình quay trở lại, thì bây giờ tôi có hai cái đo cho các bạn. Một là đo 2 chibi, tại vì là từ nãy khấn thì tôi cũng nói đại loại là khi hết thương thì cũng mời đi luôn rồi, nên là không biết đi chưa, bây giờ phải đo. Và tôi cũng có thêm cái bánh này để đo cho các bạn. Ồ, cũng đi luôn rồi các bạn. Tưởng là chưa đi thì ra đây phải khấn lại xong là đi luôn à. Phải khấn lại hết thương là đi mà. Đấy. Hết thương đi nên là dương rồi thì mình bóc đi thoải mái thôi, vì không còn gì nữa cả. Dương mạnh bình thường mà cái linh phù, đấy, linh phù bóc ra vẫn dương mà, tức là dương hết rồi. Còn cái bánh vẫn dương, đấy, không sợ. Tôi cũng đang nghĩ là bánh dương hay âm, nhưng mà tôi nghĩ khả năng lớn là dương, tại vì ở đấy có nhiều quan thần linh rồi, có cả gì các bạn hình dung, có cả trung quỳ trừ tà ma, nên là khi thắp hương là ma sói chắc chắn là sợ phải chạy rồi, đúng không? Câu chú để đuổi vong, giải vong ra khỏi cái hình vua diện thì tôi đã để ở trong cái khóa cuối, khóa công cụ. Những bạn nào học công cụ thì có thể vào tham khảo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.